đầu về những hồi ức Điện Biên từ một con đường lớn ở Hà Nội mang tên Điện Biên Phủ. Bảo tàng quân đội ở đây đã chứng kiến sự sum họp của những chiến sĩ Điện Biên với Đại tướng Tổng Tư lệnh. Mỗi lần gặp là bao lần sống lại với niềm thiêng liêng của Điện Biên ngày ấy. Đã bao nhiêu tài liệu sách báo viết về sự hy sinh và thắng lợi, bao nhiêu tổng kết chiến lược, chiến dịch, bao nhiêu hồi ức và ký sự lịch sử, bao tiểu thuyết và thơ ca. Và lớp lớp con cháu mai sau còn phải sáng tạo nên những tác phẩm ngang tầm với Điện Biên Phủ. David Decker Becker trong cuốn Tự điển các trận đánh đã viết: chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến thắng to lớn nhất trong chiến tranh thuộc địa chống lại một cường quốc lớn. Đại tá Hoàng Đăng Vinh đấy, năm xông vào hầm bắt tướng Đờ Cát, anh mới 19 tuổi. Anh vẫn bồi hồi nhắc đến kỷ niệm một thời sống trong rào rạt niềm tin, niềm tự hào lớn được Bác Hồ trực tiếp gắn tấm huy hiệu Điện Biên. Trong số hàng ngàn, hàng vạn người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, những gì còn lại, những gì là hành trang các anh mang theo suốt cuộc đời, những khát vọng lớn đầy háo hức của tuổi trẻ ngày ấy. Các anh Nguyễn Đôn Tự và Đặng Quốc Bảo tâm sự. Hơn một tháng chiến đấu trên đội A1 đã để lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm sâu sắc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được điều đi công tác khác. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng may mắn được Bác Hồ khuyên bảo: chú đừng lo, trong ba lô của chú có Điện Biên Phủ. Chính vì vậy, trong suốt 20 năm công tác xa tổ quốc, những kỷ niệm Điện Biên Phủ luôn luôn là sức mạnh giúp tôi vượt qua những khó khăn trong công tác và giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Lớp trẻ Điện Biên Phủ là, có thể nói đây, lớp trẻ tuyệt vời. Nó thể hiện một cái tinh thần tích tụ lại từ 100 năm cái nguyện vọng giải phóng dân tộc. Cái lớp trẻ ấy là xả thân vì nước, không ngại khó khăn nào, xông mặt trận, không tiếc cái thân mình để giành lấy cái chiến thắng. Vẫn là những ngọn đồi lô xô mịt mờ sương phủ, vẫn là những cây cầu bắc qua sông Nậm Rốm, vẫn là những cánh đồng đang xanh và những cô gái cần mẫn. Chú bé Ngộ Nghĩnh kia chắc không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra cách đây 40 năm ở quê hương mình. Ngày ấy, nếu Nava biết sẽ có những cảnh này, chắc chắn ông không lập cứ điểm Điện Biên Phủ. Chúng tôi không có ý định khoét sâu những lỗi lầm của quá khứ, mà chỉ muốn nói Điện Biên Phủ êm ả và thanh bình quá. Các em đang ngồi trong lớp học đã biết được những gì nơi mảnh đất đã sinh ra mình, và có hiểu vì sao Điện Biên Phủ lại sánh với Bạch Đằng và ải Chi Lăng, Đống Đa và chiến dịch Hồ Chí Minh. Và vì sao có bao nhiêu người ở tuổi 40 lấy tên thung lũng này là tên mình, như anh bác sĩ Vũ Điện Biên này. Bố tôi là Vũ Văn Cẩn, cục trưởng cục quân y. Bố mẹ tôi có tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và đã sinh ra tôi vào đúng cái thời điểm mà tấn công vào Điện Biên Phủ. Để kỷ niệm cái ngày đó, các cụ đã đặt tên tôi là Vũ Điện Biên. Cả anh bạn phóng viên ở Đài Truyền hình Việt Nam này cũng có tên là Đoàn Điện Biên. Còn rất nhiều anh chị mang tên của những kỷ niệm không quên bởi sinh ra từ cái năm tháng Điện Biên ấy. Nhưng vì sao lại có Điện Biên Phủ? Đoàn làm phim chúng tôi đã tìm đến những người có thể trả lời cho câu hỏi này. Nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ
thì ai ai nhân dân ta cũng như những người nước ngoài đều là câu hỏi là vì sao mà có Điện Biên Phủ. Thế thì vào đông xuân năm 1954 đó thì cái chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đã bước vào năm 1939. Chính phủ Pháp đã đề ra cái gọi là kế hoạch Nava, tập trung một lực lượng cơ động chưa bao giờ là mạnh như vậy, rất lớn, mà với cái mưu đồ là giành chủ động và giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng. Ngày 15 tháng 10 năm 1953, Nava ra lệnh tập trung 44 tiểu đoàn trong số 112 tiểu đoàn chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ, liên tiếp mở 4 cuộc hành quân lớn đánh ra vùng giáp danh nhằm tiêu diệt chủ lực, kho tàng và lực lượng của ta. Bao cảnh đau thương tang tóc dội xuống vùng đồng bằng. Những tội ác không làm cho chúng tránh khỏi thất bại. Đặc biệt cuộc hành quân mang tên Muet đánh ra Tây Nam Ninh Bình đã bị sư đoàn 320 đánh trả mãnh liệt, buộc Cô Nhi phải rút lui. Trong khi đó, sư đoàn 316 của ta bí mật lên Tây Bắc, mở cuộc tiến công chiến lược, uy hiếp quân Pháp ở Lai Châu và Thượng Lào, buộc chúng phải vội vã đối phó. Liên tiếp trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 năm 1953, Nava đã đổ vào thung lũng này 6 tiểu đoàn dù tinh nhuệ. Sau này, ông bảo những quả đồi xung quanh Điện Biên là những vòng tròn đen tối. Vì lúc ấy ông tin với hỏa lực máy bay và pháo binh áp đảo thì nó sẽ là con đê chắn vững vàng để ông biến lòng chảo Điện Biên thành các ung nhọt thu hút chủ lực của đối phương. Bác Hồ và Bộ Chính trị của Đảng ta lúc bấy giờ, đấy là bộ chỉ huy tối cao của toàn dân, toàn quân ta, là niềm tin yêu sắt đá của toàn dân tộc Việt Nam. Từ khi khởi nghĩa giành độc lập đến cuộc kháng chiến trường kỳ, dù ở vùng địch hậu đen tối hay những nơi giành giật sống mái với kẻ thù, đều nhìn về Việt Bắc, nơi có Bác Hồ và Trung ương. Vào cuối năm 1953, Bác và Bộ Chính trị đã quyết định chiến cục Đông Xuân 1953-1954 mở hướng tiến công vào Tây Bắc, quyết tâm tập trung chủ lực bao vây tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ, dù Điện Biên Phủ rất xa hậu phương. Lực lượng bộ binh, hậu cần, công binh, pháo binh cơ giới đều băng băng lên chiến dịch. Lần đầu tiên chúng ta có pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly tham gia chiến dịch, càng làm háo hức lòng người. Trước mắt là suối sâu, núi cao đầy gian nan vất vả, nhưng trước mắt cũng đầy hào hứng và niềm tin. Ngày 1 tháng Giêng năm 1954, Bộ Chính trị quyết định thành lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm tổng chỉ huy. Không thể quên những giây phút sôi nổi, hào hứng, có thật của tuổi trẻ ngày ấy. Anh Nguyễn Chí Tình kể. Điện Biên cũng xa lâu rồi đấy, 40 năm rồi. Nhưng bây giờ thì tôi cũng còn nhớ. Hồi ấy thì chúng tôi là lớp tuổi 17-18, thanh niên Nghệ An, lớp thì đi học, lớp thì là cày ruộng, nhưng mà tất cả nghe tiếng gọi của Điện Biên là xung phong lên đường, vào một đoàn gọi là đoàn thanh niên xung phong. Thế thì chúng tôi hiểu một cách đơn giản là muốn cái đất nước
hạnh phúc, tự do, trong đó có mình thì phải đánh đuổi bọn xâm lược. Cho nên tất cả chúng tôi hồ hởi lên đường. Việc lên đường cũng rất đơn giản. Chúng tôi hầu như chưa nhận cái cấp phát gì hết cả. Tôi chữa hai đôi bồ ở nhà, rồi lấy hai bộ áo quần, mua đôi dép ở chợ, và tất cả các bạn khác cũng vậy, cút gạo vào bồ, thế là lên đường. Ngày mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, Bác kêu gọi đồng bào: ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm dùng gậy gộc giáo mát. Toàn dân tộc đi theo tiếng gọi ấy, nhất tề đứng dậy làm cuộc kháng chiến ngày càng lớn mạnh, ngày càng giành thắng lợi to lớn. Niềm tin vào những chiếc gậy gộc giáo mát, cũng như niềm tin vào những chiếc xe đạp thổ, những đoàn thuyền gỗ, những đàn ngựa, những đôi bồ trên vai, những xưởng quân giới sửa chữa rèn đúc vũ khí bằng tay, đang làm nên một niềm tin bền vững, một khát vọng lớn là giải phóng dân tộc. Đây cũng là điều khiến Lucien Bornet trong tập Điện Biên Phủ in tại Paris ngày 25 tháng 5 năm 1954 đã phải kêu lên rằng: thật là khó hiểu, Việt Nam đã thắng một trận như Điện Biên Phủ mà không có máy bay. Với người Pháp, niềm tin của họ là có nhiều máy bay và hỏa lực mạnh. Họ đã khai thác triệt để thế mạnh ấy để tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nó thành nơi bất khả xâm phạm. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1953 đến 12 tháng 3 năm 1954, Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ đã đón tiếp 13 đoàn khách cấp cao. Được rằng, cao ủy Pháp ở Đông Dương, Marc Jacquet, quốc vụ khanh phụ trách các nước liên kết với Pháp, Pleven, bộ trưởng quốc phòng, đại tướng Ely, tổng thanh tra quân đội Pháp, đại tướng Plan, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, đại tướng Phê, tư lệnh không quân, thiếu tướng Trapnen, trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ, trung tướng O'Daniel, tư lệnh các lực lượng mặt đất của Mỹ ở Thái Bình Dương, ngài Lozen, tổng tư lệnh các lực lượng Anh ở Đông Nam Á, vân vân. Tất cả các vị khách này đều nhận định thống nhất: Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ là thành trì pháo đài mạnh nhất Đông Nam Á, là thành lũy không thể công phá được. Trong những ngày đầu á, quân địch mới nhảy vô chỗ Điện Biên Phủ chưa kịp củng cố, mà quân ta thì rất sung sức. Vì vậy chúng ta muốn nhân cái tình hình đó đề ra một cái kế hoạch là đánh nhanh thắng nhanh trong 3 đêm 2 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình chuẩn bị thì việc kéo pháo cũng phải dễ dàng, việc làm đường cũng phải đòi thời gian, mà nhất là quân địch nó tăng cường rất nhanh, biến Điện Biên Phủ thành một cái tập đoàn cứ điểm mạnh nhất chưa từng có ở Đông Dương. Trước cái tình hình đó, Đảng ủy họp thảo luận cái vấn đề mới và nắm chắc cái tư tưởng Bác Hồ là đánh chắc thắng 100%. Cho nên cuối cùng là nhất trí đi đến cái kết luận là đánh nhanh thắng nhanh là không bảo đảm thắng. Chúng tôi được nghe kể những lý do thay đổi ấy là: suốt 8 năm kháng chiến, chưa có trận nào bộ đội ta tiêu diệt gọn hơn một tiểu đoàn tăng cường trong công sự. Lúc này ở Điện Biên Phủ đã có tới 13 tiểu đoàn địch. Chúng ta cũng chưa đánh hợp đồng binh chủng với quy mô lớn trên địa hình chống trải và kéo dài trong nhiều ngày. Nhớ lại những năm tháng ấy, Trung tướng Nguyễn Nam Thắng nói: Trung đoàn 45 là một trung đoàn pháo cơ giới đầu tiên của quân đội ta, mà cũng là lần đầu tiên tham gia một cái chiến dịch lớn. Để chuẩn bị cho chiến dịch thì trung đoàn từ vị trí tập kết, từ vị trí huấn luyện về vị trí tập kết đã phải xe pháo, phải tháo ra từng mảnh đưa lên bè mà xuôi sông Hồng để mang về đưa lên lắp lại ở cái vị trí tập kết. Khi đi chiến dịch thì trung đoàn đã phải vượt một cái đoạn đường hàng 400 cây số qua đèo cao, suối sâu, nhưng mà cũng không gian khổ, ác liệt bằng cái đoạn đường 30 cây số từ trung tuyến vào trận địa. Nhưng mà vì cái chặng đường này là phải kéo pháo bằng tay, khẩu pháo hàng 2 tấn nhưng mà đã phải dùng tới 200, hàng trăm chiến sĩ để mà rồi đó thì kéo kết hợp với trời, kéo từng tí một dưới cái làn phi pháo ác liệt của địch.
Trên những cao điểm chót vót sẽ là sự bất ngờ lớn đối với tập đoàn cứ điểm Điện Biên. Ý đồ táo bạo ấy đã thành hiện thực bằng đôi tay trần và lòng quả cảm của chiến sĩ Điện Biên. Nhưng việc kéo pháo ra còn bất ngờ hơn mọi sự bất ngờ. Đấy là cùng với quyết định thay đổi phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc tiến chắc. Bộ Tư lệnh Mặt trận đã điều động sư đoàn 308 hành quân chiến đấu về hướng Luông Pa Băng để phân tán sự chú ý của địch và buộc Nava cho quân nhảy dù xuống Bắc Lào đối phó. Những phân đội nhỏ cùng với bộ phận điện đài cũng được điều đi nhiều hướng, bộc lộ cho địch thấy quân ta đã rút lui, từ bỏ ý định tấn công Điện Biên Phủ. Gần 2 tháng chuẩn bị, lúc hầm hào đường ô tô kéo pháo đã xong, sư đoàn 308 cũng bí mật trở về Điện Biên Phủ, và cũng là lúc địch yên tâm Điện Biên Phủ thực sự là pháo đài bất khả xâm phạm. Ngày 12 tháng 3 năm 1954, Nava đọc nhật lệnh, cuộc tiến công của Việt Minh ở Điện Biên Phủ đã tàn lụi. Ông ta không ngờ được rằng, lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, lệnh tấn công của ta và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu. Cứ điểm Him Lam đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong đêm đó. Sự bất ngờ ở cứ điểm Him Lam đêm trước không còn là yếu tố quan trọng với địch ở đồi Độc Lập vào đêm hôm sau. Thiếu tướng Đào Đình Sung kể: lúc đánh cứ điểm Độc Lập, tôi là đại đội trưởng, Tô Văn chủ công của tiểu đoàn 29, có nhiệm vụ là mở chướng ngại vật 15 lớp rào giết hô gai của địch dày 80 mét. Trận chiến đấu rất quyết liệt ngay từ phút đầu. Quả bộ pháo đầu tiên của chúng tôi nổ, trận địa pháo ở Mường Thanh sau lưng chúng tôi có thể tới tấp bắn vào trận địa. Súng bắn thẳng và súng cối từ trong đồn tập trung bắn vào cửa khẩu. Nhiều anh em bị thương vong. Đồng chí Tuệ, đồng chí Ti vừa đánh bộc phá, vừa phải tổ chức anh em Ti thu nhặt những quả bộc phá của đồng đội mình bị thương vong. Các đồng chí phải đánh đến 10, 15 quả bộc phá. Đánh xong hàng rào cuối cùng, anh hùng Nguyễn Văn Ti bị thương vào hai mắt và cũng kiệt lạc lúc kiệt sức, nằm gục trong cửa mở. Kèn xung phong cả đại đội tôi chỉ còn 6 người, cộng với tôi là 7, hơn 100 anh em đã thương vong. Với một trận đánh, sự hy sinh ấy không phải là nhỏ. Nhưng mỗi người nằm xuống là một mệnh lệnh cho đồng đội xông lên giành thắng lợi. Trong chiến thắng mà báo chí liên tiếp đưa tin, phải nói đến lực lượng pháo binh. Chính Nava đã phải thú nhận, phương thức hoạt động của họ đúng hơn là một kiểu quấy rối liên tục, quả là khó chịu, nguy hiểm nhất là tác động về tinh thần. Lần đầu tiên chúng ta sử dụng pháo cơ giới trong chiến dịch, với tương quan lực lượng giữa ta và địch đó là khác nhau. Địch có hàng 60 khẩu, ta chỉ có 24 khẩu. Cho nên ta phải có cái nghệ thuật sử dụng, tức là hỏa lực thì tập trung, nhưng mà hỏa khí thì bố trí trận địa phân tán xung quanh Mường Thanh, bố trí ở các cái địa hình hiểm hóc, bí mật, kết hợp với lại nghi binh trận địa giả. Trong 55 ngày đêm, ta bắn hàng 2 vạn viên đạn, góp phần tích cực vào chiến thắng của Điện Biên Phủ, mà ta chỉ hỏng có một cái càng pháo. Có lẽ vì thế, sau 2 ngày không làm câm họng pháo binh đối phương, Trung tá Piot chỉ huy pháo binh đã tự sát tại chiếc hầm này.
vốn liếng của chúng ta ngày ấy mới có 3-4 sư đoàn đã phải tung hết vào chiến dịch. Tất cả các hướng tiến vào trung tâm đều qua cánh đồng trống trải trong tầm khống chế của hỏa lực địch. Muốn vượt qua nó đỡ tốn xương máu chiến sĩ, cách đánh tốt nhất là vây lấn bằng các đường hào giao thông. Đại tá Phạm Duy Tân là trung đội trưởng trực tiếp giành giật với địch từng tấc chiến hào, kể lại. Nhiệm vụ đào hào thì chúng tôi cũng xác định như là nhiệm vụ trong chiến đấu. Để áp sát sân bay Mường Thanh, trong thời gian hơn một tháng rồi, chúng tôi đã đào 50 cây số đường giao thông hào và chiến hào dưới cái điều kiện hỏa lực của địch hết sức ác liệt, không ngày nào đêm nào là không có thương vong. Cuộc chiến đấu ngày đêm của các chiến sĩ áo trắng này là giành giật sự sống của hàng trăm đồng đội trong hoàn cảnh thuốc men, dụng cụ, phương tiện đều hết sức khó khăn, thiếu thốn. Đại tá giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Toàn, ngày ấy là cô quân y Điện Biên Phủ, tâm sự. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch mà tất cả các quân y đã huy động cái lực lượng không những là của trong quân đội mà của bên ngoài y tế. Thế cả thầy cả trò chúng tôi đều đi ra chiến dịch. Nhiệm vụ chúng tôi là phải khẩn trương làm thế nào những thương bệnh binh mà bị thương nhẹ thì phải nhanh chóng trả lại để phục vụ ngay ở chiến trường. Thì nói chung là tất cả cái công việc mà dồn dập chúng tôi cũng phải săn sóc để mà chuyển về chuyển sau. Những cái số trọng thương có thể chuyển đi đường bộ, đường thủy, đường cơ giới đấy. Trong thời gian chiến đấu ác liệt như thế, nhưng mà các đồng chí thay mặt tổ chức đã có cái tình đồng đội lo cho nhau, mọi người là thương yêu nhau và lo cho nhau cả cuộc đời sẽ đời tư. Thì đấy là cái tình người, và để bản thân tôi thì đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Những ai ngày ấy đã làm vợ, là người yêu các anh, những ai chưa hề biết các anh tên gì, ở đâu, chỉ sau ngày chiến thắng mới gặp nhau nên vợ nên chồng. Bây giờ đã chớn đến tuổi về già, nhìn lại hình ảnh người thân của mình được chăm nom, Hẳn cũng thầm cảm ơn những người lính quân y và những chiến sĩ nuôi quân. Dòng dã suốt mấy tháng trời, hết nhô lên mặt đất tiến công phản kích giặc, rồi lại sống trong lòng đất với bao nhiêu là bấp bênh thiếu hụt. Nhưng mà khuôn mặt nào cũng vẫn hồn nhiên, cũng tràn đầy sức sống. Chỉ cần một lá thư của người thân đã đem rào rạt niềm vui cho cả mấy chục đồng đội. Một vắt cơm nóng cũng thấy ấm lòng, một mẩu tin ở quê nhà cũng làm xốn sang cả một trung đội. Chúng tôi đã khắc phục rất nhiều những cái khó khăn để đảm bảo cho cái sinh hoạt. Nhưng là các cái cửa hầm của chúng tôi ấy, thì đều có những con dao bằng gỗ để mà cạo bùn trước khi mà lên giường và hầm mà nằm. Có ngày nào không hàng chục lần chờ đợi những cuộc phản kích của địch như thế này? Đứng giữa trận chiến năm xưa, đại tá Phạm Duy Tân kể lại. Ngày 19 tháng 4 thì địch nó đã dùng một đại đội bộ binh và 3 xe tăng ra để lấp cái hào của chúng tôi. Chúng tôi ngày hôm đó chiến đấu hết sức ác liệt, đã tiêu diệt một số địch và bắn cháy 2 xe tăng tại trận địa này. Đêm ta đào, ngày địch chiếm. Cứ như thế ngày này tiếp ngày khác, địch lấp ta đào địch lấp. Sự ác liệt đến mức bây giờ ngán lặng, có người đã không hiểu vì sao ngày ấy mình còn sống sót. Hầu như các tờ báo của Pháp ngày ấy không hề miêu tả nỗi khốn khổ hoảng sợ của lính Pháp ở Điện Biên Phủ. Một người lính Âu Phi trở lại đây sau 30 năm đã nói rằng: sau mỗi lần phản kích, chúng tôi lại chui vào cung sự như chui vào chiếc quan tài. Đêm đến, phải nghe tiếng đào đất mỗi lúc một gần như tiếng đào huyệt. Nhất là tâm trạng của những người bị thương càng tồi tệ hơn. Ngày 6 tháng 4, tiểu đoàn 84 tôi nhận lệnh là nhiệm vụ là đào cung sự, bao vây, đánh lấn và tấn công tiêu diệt cái cứ điểm 26 này, tạo điều kiện đơn vị bạn cách sân bay.
Quá trình mở cửa là bị thương vong tương đối nhiều. Vì một đồng chí bị thương, hai đồng chí lên cứu lại bị thương tiếp. Cho đêm hôm 17 thì đồng chí tiểu đội phó và đồng chí tân binh đề nghị với tôi là anh dùng dây điện thoại buộc vào hai chân em. Em bò lên, khi địch bắn ra, nếu anh giật lên em giật lại thì em còn sống, anh cứ để em đánh. Khi anh giật lên mà em không giật lại thì em bị thương, anh lôi em xuống. Để bảo vệ sân bay Mường Thanh, địch đã lập một tuyến phòng thủ dày đặc và kiên cố. Sự quyết tử của các chiến sĩ mở đột phá khẩu là yếu tố quyết định để bộ đội xông lên cắt đứt sân bay Mường Thanh. Cái dạ dày bị thủng, người Pháp đã trút mọi sự uất giận xuống dân lành ở Nọ Nhai. Ông Lò Văn Dọ đã kể lại. Nọ Nhai sau khi Pháp nhảy dù xuống, nó bắt dồn dân cả các cái trong buồng lòng chảo Điện Biên này tập trung bản Nọ Nhai trở thành cái trại Nọ Nhai. Sau khi nó tập trung xong, nó bắt dân ở đấy là làm đi phu này, bắt đính này, là trong thời gian nó là rất là khổ cực. Cuối tháng 4 là như vậy, là lãnh bộ đội đánh mạnh rồi thì thấy nó thua, thì ngày 25 thì nó thả bom xuống. Lúc đó tôi đi tắm ở suối Nằm Rốm, sông Nằm Rốm, sau tôi trở lại về tôi thấy là như vậy, người chết rất nhiều, trong đó là có gia đình thân. Ngài Nava viết vào cuốn hồi ký của mình như sau: sự tham gia của trung đoàn pháo cao xạ hiện đại là có tính chất quyết định. Được bố trí trên sườn những cao điểm, pháo cao xạ của Việt Minh lại càng phát huy được hiệu lực. Chính xét về phương diện này mà lòng trảm của tập đoàn cứ điểm tỏ ra tai hại. Có lẽ những người làm phim chúng tôi không phải nói thêm gì trong nhận định của Nava về binh chủng cao xạ non trẻ của chúng ta. Cùng với Điện Biên Phủ, lửa đã cháy ở Cát Bi. Trung tướng Đặng Kinh, nguyên là người chỉ huy đánh vào sân bay Cát Bi, nói: để phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, nhận lệnh của đồng chí Đỗ Mười, chính ủy quân khu, lúc đó tôi là tỉnh đội trưởng, đã tổ chức lực lượng bộ đội địa phương 32 người đánh vào sân bay Cát Bi. Kết quả đã phá hủy 59 máy bay và diệt một số địch, thiêu hủy một số kho tàng. Cùng với ngọn lửa thiêu cháy địch ở Cát Bi, Hải Phòng, sấm đã nổi dọc đường 5, lật đổ hàng chục đoàn tàu của địch. Hà Nội, Hải Phòng, rừng núi Tây Nguyên, Trung và Hạ Lào cũng đã khép chặt vòng vây. Đồng bằng các miền Bắc, Trung, Nam, nhân dân các đô thị cũng vùng dậy đánh địch, chia lửa với Điện Biên. Sân bay bị cắt đứt, phương tiện tiếp tế duy nhất chỉ còn máy bay thả dù. Nhưng máy bay lại sợ pháo cao xạ ta, không dám xuống thấp, thả dù xuống ra ngoài nhiều hơn là vào trong đồn. Hai cuốn tiểu thuyết và lá thư của vợ Đờ Cát được ta trao lại. Chắc ông là người thấm thía nỗi bất hạnh này. Nhưng dù sao, ông Đờ Cát cũng là người may mắn. Còn binh sĩ của ông, họ đang nghĩ gì? Những người thân yêu của họ ai còn, ai mất? Ai người thấu hiểu nỗi cơ cực khốn đốn, không biết đến khi nào mới chui ra khỏi cái mồ đào sẵn ở lòng chảo tồi tệ này. Liệu có ngày trở về hay không? Trong chiến đấu, không có khoảng đất chung với kẻ thù. Nhưng sau 40 năm trở lại chiến trường xưa, họ vẫn đặt những bó hoa cho những sĩ quan và binh lính Pháp xấu số chết ở Điện Biên Phủ. Trở về bên tượng đài liệt sĩ, họ kính cẩn thắp những nén hương tưởng nhớ đồng đội thân yêu đã ngã xuống. Những người đã cùng nhau sống chết, cùng nhau chia một bát cơm, xẻ một bi đông nước, một mẩu thuốc lá. Những đồng đội thân yêu ấy đang nằm trên quả đồi này, đồi A1 vô cùng ác liệt. Đó là một cứ điểm quan trọng nhất trong hệ thống 5 quả đồi phòng tuyến phía đông. Ta tổ chức 4 lần tấn công đều bị bật lại. Địch phản kích 30 lần cũng đều bị ta đánh lui. Thương vong nhiều suốt 36 ngày đêm ta và địch giành giật nhau từng tấc đất. Có thể nói cứ điểm A1 là chỗ dựa cuối cùng, niềm tin cậy cuối cùng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn phó Dương Mắc Bình, nay là đại tá, kể về những trận đánh quyết liệt ở đây. Đợt 1 tấn công cứ điểm A1,
hai trung đoàn 174 và trung đoàn 102 chiến đấu suốt 4 ngày đêm trên đồi A1, nhưng chỉ mới chiếm được 1/3 đồi ở phía thấp. Hơn 30 ngày đêm, tiểu đoàn chúng tôi chiến đấu trên đồi A1, ngoài cái phải chịu đựng hỏa lực ác liệt của địch, còn phải chịu những cái mùi hôi thối. Do đó các lực lượng chiến đấu của tiểu đoàn cứ 24 tiếng đồng hồ chúng tôi đã thay phiên cho lực lượng khác chiến đấu. Những người chiến thắng là Thượng tướng Nguyễn Hữu An và Đại tá Hồ Thế Chi kể. Tôi có đánh cái trận đấy thì cái trận lần đầu là có vấp phát, tức là mình không dứt điểm được toàn bộ mà chỉ là chiếm được một nửa cái vị trí A1 thôi. Thì khi đó là đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, là có nghiêm khắc phê bình tôi. Thế tất nhiên là cái đó thì tôi cho cái lúc đó phải nói là đúng, rất đúng. Bởi vì trong một cái chiến dịch mà không nghiêm, kỷ luật không nghiêm, thì sẽ rất nguy hiểm, nó dẫn đến thất bại. Càng về cuối chiến dịch, sự giao tranh càng trở nên quyết liệt. Bộ chỉ huy mặt trận quyết định thành lập đội công binh đặc biệt, đào một đường hầm vào lòng đồi A1. Đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung kể với chúng tôi. Ngay từ đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ mở đường hầm, một tổ công binh của chúng tôi gồm có tôi, anh Ngô Hùng Dương, anh Phạm Văn Bạch và anh Lưu Viết Thoảng. Chúng tôi đã áp sát vào vách hào của đơn vị phòng ngự để đào cửa đường hầm. Địch đã bắn ra xối xả và ném lựu đạn về phía chúng tôi. Ngay ở cửa hầm, anh Ngô Hùng Dương đã bị thương và một trung đội trưởng bộ binh bị hy sinh. Sau 16 ngày đào, được xong đầu hào và chúng tôi đã đặt khối bộc phá vào nơi quy định. Và đúng 20 giờ 30 ngày 6 tháng 5, chúng tôi đã điểm hỏa cho nổ khối bộc phá đó. Trong số chúng tôi, không ai hình dung hết tiếng nổ của khối bộc phá nặng gần 1 tấn ngày ấy kinh hoàng đến mức nào. Gần một nửa thế kỷ đã qua, cái hố còn hõm sâu như một vết sẹo in vào dấu ấn thất bại của A1, xoáy một lưỡi dao sâu thẳm vào tinh thần vốn đã hoang mang của binh lính quân đội Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau khi khối bộc phá nổ, các tiểu đoàn của trung đoàn chúng tôi xung phong lên cứ điểm A1, chiến đấu đến 4 giờ 30 ngày 7 tháng 5 thì tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm A1. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định tổng công kích. Các sư đoàn 316, 312 và 308 từ hai phía đông bắc và tây đánh vào trung tâm Mường Thanh. Sư đoàn 304 đánh vào phân khu Hồng Cúm, không cho địch rút chạy. Trước sự tấn công ào ạt vũ bão của quân ta ở tất cả các hướng, quân địch đóng trong các cứ điểm hoảng hốt, không đợi lệnh của cấp trên, đã tự động bỏ vũ khí ra hàng. Tại phân khu Hồng Cúm, quân ta truy kích bắt sống toàn bộ quân địch trên đường rút chạy. Đội của trung đoàn 209, sư đoàn 312 do đại đội trưởng Tạ Quốc Luật dẫn đầu vượt qua cầu Mường Thanh tiến thẳng đến sở chỉ huy của tướng Đờ Cát, là người chứng kiến những giây phút cuối cùng của trận đánh lịch sử này. Đại tá Hoàng Đăng Vinh, lúc ấy là tiểu đội trưởng, kể với chúng tôi.
Khi xung phong sang Nam Ninh Bảy thì quân ta tiến vào, quân địch thì chạy ra hàng, hai bên chẹn nhau dưới giao thông hào này, không tiến lên được. Đồng chí Tạ Quốc Luật đã ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ vượt lên giao thông hào và chạy thẳng qua các bãi bản. Trong quá trình chạy thì mang quá nặng, cho nên đồng chí Tạ Quốc Luật đã giật quả bộc phá của tôi ném xuống dưới đất. Và đồng chí bảo Thắng Vinh dẫn tiểu đội chạy càng nhanh càng tốt. Chúng tôi chạy dẫn tiểu đội chạy qua cầu Mường Thanh, đánh thẳng vào đây, gặp xe tăng, giết được xe tăng và xông thẳng vào hầm tướng Đờ Cát Ri. Tiến vào đến đây thì đồng chí Nam và đồng chí Nhỏ biết cửa hầm bên kia. Tôi, đồng chí Luật và đồng chí Nhỏ tiến vào cửa hầm bên này. Khi vào thì nhìn đầu tiên là nhìn thấy sĩ quan Pháp ăn mặc rất chỉnh tề. Đồng chí Tạ Quốc Luật ra lệnh cho tướng Đờ Cát Ri, anh phải ra lệnh cho toàn bộ Điện Biên Phủ đầu hàng. Tướng Đờ Cát Ri trả lời rằng: "Thưa ông, chúng tôi đã làm việc này cách đây 5 phút." Mới chỉ có 5 phút mà sao đã nhiều cờ trắng đến thế? Ai đã chuẩn bị cho họ? Hay mỗi sĩ quan binh lính đã tự lo cho thân phận của mình? Họ đã chuẩn bị sự đầu hàng này từ bao giờ? Phải chăng từ những ngày cố thủ trong những hầm tối ngột ngạt, họ đã mỗi người tìm sẵn một mảnh vải trắng, như một mảnh sáng lấp lóa niềm hy vọng, le lói một sự sống còn của mình? Có lẽ vì thế mà đội quân thất trận này không có vẻ gì ủ rũ hoảng sợ trước đối thủ đã chiến thắng. Có bao giờ quên được ngày ấy? Đồng bào các dân tộc Điện Biên sau 170 ngày kể từ khi Pháp đổ quân xuống thung lũng Điện Biên, đổ đầy đau thương xuống thung lũng, sự sống đã bừng lên, niềm vui như sóng rào rạt qua những người con, người em, chiến sĩ đã làm nên một Điện Biên Phủ. Không phải chỉ riêng đồng bào các dân tộc Điện Biên Phủ kiêu hãnh, cả nước ngày ấy náo nức hướng về Điện Biên, thao thức lắng nghe bạn bè khắp năm châu gọi tên Điện Biên. Một Điện Biên đã gắn liền tên Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Điện Biên Phủ như một cái mốc chói lọi của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân trên đà tan rã. Đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao, đến thắng lợi hoàn toàn." Cũng từ những ngày ấy đã chấm dứt nỗi đau khổ không phải chỉ với nhân dân Việt Nam, mà ngay cả nhân dân Pháp cũng chờ đợi cái ngày để khép lại một quá khứ mà chính họ cũng không muốn nhắc lại. Đã bao ngày trông đợi, đã bao lần chờ mong, nhân dân thủ đô Hà Nội mới được nắm chặt bàn tay, nhìn rõ nụ cười của những người con vừa làm nên một Điện Biên trở về. Thay mặt cho đồng bào cả nước, những người cha, người mẹ, những người anh, người chị, những em gái, em trai đã dành cho các anh những bó hoa tươi, những nụ cười hồn hậu, tưởng còn vấn vương, còn đằm thắm mãi mãi đến mai sau. Điện Biên Phủ cùng với những cái chiến công hiển hách như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đồng La, hay là trong cái thời đại hiện đại thì cùng cách mạng tháng tám chính Hồ Chí Minh là những cây cột mốc bằng vàng trên con đường tiến lên của dân tộc ta. Cho nên những cái chiến công hiển hách đó là để lại cho chúng ta những cái bài học vô giá cho chúng ta và cho cả thế hệ mai sau. Những gì đã có ngày hôm nay, những gì đã làm nên Điện Biên oai hùng, một Điện Biên chấn động và lừng lẫy, trước hết phải kể đến các anh. Các anh đã nằm lại đây mãi mãi với trời cao, mãi mãi với gió. Khi êm ả như lời mẹ ru, khi dữ dằn như bão táp, như chính sự quật cường đi vào lịch sử của những đồi A1, đồi Độc Lập và Him Lam. Dưới quân kỳ, lớp lớp chiến sĩ mới nguyện thề với Tổ quốc, với nhân dân, với Điện Biên, giữ cho mãi mãi bình yên mảnh đất đã thấm máu xương của cha anh đổ xuống. Bác sĩ Sùng Chứ Thánh nói: "Tôi sinh ra trên mảnh đất này sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng tôi nhận thức rằng sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên nhằm đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, trong đó có nhân dân các dân tộc ở Điện Biên. Mặc dù thời gian qua có gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của bản thân chúng tôi cộng với sự giúp đỡ của các dân tộc khác thì tôi tin tưởng rằng sẽ xây dựng Điện Biên Phủ
ngang tầm với cỡ lịch sử của nó. Chúng tôi là thế hệ sau Điện Biên và cũng tiếp thu cái truyền thống của cha anh. Hiện nay thì đất nước ta đang bước vào một thời điểm lịch sử mới, và theo tôi thì cũng cần phải có cái tinh thần Điện Biên Phủ trong kinh tế như khoa học để mà đưa đất nước ta tiến lên đuổi kịp với các nước khác trên thế giới. Ngày ấy, các anh có ai nghĩ sẽ có cuộc gặp gỡ này không? Cuộc gặp của lớp người mang đầy niềm tin và khát vọng giải phóng với những chủ nhân mới đầy trí tuệ và tài năng hôm nay. Ngày ấy, các anh đã chiến đấu vì nụ cười rạng rỡ của các em. Xin gửi lại tất cả để các em mang vào tương lai niềm tin và khát vọng của lớp lớp cha anh, những người đã một thời sống chết với mảnh đất Điện Biên lịch sử này.